Xin chào cô chú anh chị nha. Xin chào cả nhà. Chào cô chú anh chị. Rồi con xin chào cả nhà luôn nha. Rồi, hôm nay gia đình mình chuẩn bị là mình ăn cơm sườn chị Năm ơi. Đó. Đây đây, đây là mình ký gửi sườn đây. Đó. Rồi trái đu đủ. Một hồi mình coi cái cảnh sườn nào già già cảnh chặt nhỏ nhỏ miếng chút. Mình ăn mình ướp với cơm sườn. Đó, dưa leo, cà chua, ngò rí, một hồi mình sắc mình ăn kèm. Đây miếng thịt bằm, đó, lạc xưởng, trứng, ốp la. Lạc xưởng mình ăn cũng kèm với cơm sườn luôn. Đây tỏi với hành tím sẵn, đó, ớt nè, trái cây hồi chú Tám với chia út mì ăn trắng miệng. Thôi, mời chú anh chị mình cùng vào bếp với gia đình mình nha. Thôi, mời cả nhà vào bếp mình luôn. Rồi em rửa sườn chặt cây anh ốp. Giờ em chặt cho anh. Rồi, sáng cây sườn miệng thì cũng thấy tới chị. Chứ anh Thằng không có trái cây trắng miệng đâu. Sáng ăn cơm sườn, ăn nước tương. Biết em cũng lâu lắm rồi đó, lần đầu tiên mới nghe chú Tám nói em ăn trắng miệng bằng trái cây này đó. Vậy cho có cơm chắc, chị Năm chắc. Luộc gì, luộc gì vậy? Chị cho cơm em nhúng nữa nha. Ta bắt nàng trước đi. Dạ. Luộc trước đi anh. Dạ. Rồi, để em nhúng nữa luôn. Đủ bự hơn con nữa thứ sáu. Ừ, con. Mà nhẹ ký hơn. Bự hơn thiệt chứ nhẹ ký hơn con. Vậy là cho em miếng nước. Rau này bữa nay nó lụng lắm. Thầm thầm chưa luôn á không? Rau được rồi. Rồi. Để cho nó mềm. Anh ơi, mình chặt ra làm hai cho mình bự bự ra mình nướng thôi, dễ ăn anh ha. Ừ. Để nó ăn thích gì thì ăn. Chúng ta mình cũng nhập trước. Cái hầm đó. Hầm đó. Đập. Nói. Khỏe không? Khỏe. Khỏe được rồi. Còn bỏ ăn còn ngấp ngáp. Anh mình về đây mình cũng được 2 mùa mưa nữa anh. Vậy nào? Ờ, 2 mùa mưa đi. Sao nữa? Mình trà. Tính anh kia anh trà 2 mùa mưa. Hồi năm giờ 11 mùa mưa, năm nay 1 mùa mưa đó là 2 mùa mưa. Năm về được 2 mùa mưa đó hả? Sao có gì không? Anh ca cho anh nghe 2 mùa mưa đi. Có luôn, có đặng đó luôn hả? Có luôn. Để nhúng lửa ha. Chị ơi, anh làm xương mà mình chặt nhiều người rồi chị ơi. Chắc hả chú? Dạ, gió quá. Rồi, hết gió. Ngồi ăn gió luôn. Rồi sao nghe nói cơm sườn cho con đó buồn sớm quá ta. Buồn sớm quá. Chờ 2 tiếng đi rồi. Uống nước để đói. Uống vô, uống nước, uống miếng nước vô cho nở gan, nở ruột, nở độc. Rồi chú cho chị cái đó đi. Đây. Cái khác đi. Bây giờ chút xuống. Chín quá chị ơi. Đủ rồi. Ừ. Chín quá thì không để trong cái trái lũ ơi, trái bí đao kìa. Ờ, cho bí cái đó bọt ăn đi con. Bọt ăn. Ờ, cái này hồi mình tráng miệng luôn rồi con. Chín quá. Cái đủ là lạc á, vậy em ơi, thấy cứng gì chứ trong chín á. Cái này mình cái là nó thành bột luôn. Ủa, đu đủ Đà Lạt là nó trồng ở Đà Lạt đem vô hả chú Tắc? Mình lấy giống Đà Lạt về Việt Nam mình trồng. Mình ủa ơi, giống Đà Lạt về Việt Nam. Giống Đà Lạt. Chứ Đà Lạt mình ở đây cầu quan nó khác. Ừ. Con chú Tám nè đó, mình đi du lịch ngoài đó rồi mua đủ Đà Lạt về cái mình lấy hộp trồng bên ốp sườn thấm là ngồi nướng đây hạt nêm chút bột ngọt miếng đường nhiều quá khác. Cho ăn chút mắm vô thơm đây giòn không rồi không
ok. Giờ mình chóc lên. Không có hành nữa. Ủa, quên cái hành tím đi tội. Hãy để giữ thợ rồi nha. Ăn là bởi vì ăn là mình thường là hành tím đi tội là mình ưa mà mình quên hoài. Đó, đũa hoài, hao dĩa chị nằm quá lấy tay gõ luôn. Sắp lên. Em vô gạo luôn cho Nam ơi. Vô sôi quá chú Tám ơi. Ờ quá sôi rồi. Sao những cái thịt bỏ vô. Ủa nãy con thấy có cục xương đâu vậy? Bỏ vô trước rồi con. Bỏ vô trước coi. Nó ra nước ngọt. Thịt quá không có giác tròn tròn. Dít dít. Xong rồi có cho bé vô vô chứ nè. Cho. Mày mau chín rồi. Tám nó bụng đi tới lù hoài thôi. Tối gì hả gì á đi tới lù hoài à. Tám nằm tỏi ớt mà muốn đá tám luôn. Nói về tiếng ác không ta. Về tiếng ác chú Tám không. Mình cùng chung phẫn nộ mà phá em ai mà làm bằng tỏi ớt. Vô đi luôn. Ừ. Thịt bằm nó cũng mau chín lắm. Mình bỏ bí với đậy dưa leo vô. Cái bí nhỏ quá mình chọn dưa leo vô. Nè. Thịt ngọt dữ à. Em mua cháo đủ rồi, nhằn cháo đủ chín chưa? Mình ăn cháo miệng luôn. Rồi ăn cháo miệng luôn. Là em tính mua cháo đủ làm cho anh Nam ăn mình mà. Có mình có cải bắp nữa ha chị Nam ha. Rồi bỏ vô sức ngọt dữ à. Còn hầm bà lần. Hầm bà lần. Bỏ vịt mà nó thành ra con vịt thôi. Con vịt luôn rồi. Ăn cháy đủ đường ngọt thiệt. Nó nở ra ngọt quá. Ngọt. Ngọt cái này luôn. Đói quá ăn được đủ đã. Nấu canh vậy đâu ăn luôn. Hành chín luôn. Ăn đủ tốt. Ăn con chùi với miếng mắm kẹo ăn hết sảy chưa? Anh làm mắm kẹo. Có gì miếng gì? Cá mực, tấm ớt, bạc cá, mực mắm. Miếng thôi. Miếng thôi. Để chưa ngồi trong gia đình ăn. Mình ăn hổm chứ miếng. Tầm nửa tay. Đói rồi. Đói rồi ca được chưa? Anh trai được chưa? Đói anh no rồi đó. Được. Được rồi, giờ ta đến cái quẹt. Anh bầm tới cho nhuyễn chút. Là hát cũng bầm nhuyễn rồi. Hát không mới bầm nhuyễn rồi, không hát là bầm nhuyễn. Có tiếng ca mình mới bầm nhuyễn rồi. Mùa mưa lần trước là ba mùa mưa hả? Hai mùa mưa, ba mùa mưa lần sau nữa. Chuyện ở trước là chuyện ba mùa mưa. Còn hai mùa mưa là chuyện hai mùa mưa lúc mình chưa có, nó ra lâu rồi. Có một mùa mưa không anh? Trời ơi, xong rồi đi cầu quá. Đâu, để coi hát có đúng không nghe, hơi lộn bản nghe, mưa nhiều lắm à. Lâu lắm rồi mà chú Tám qua để hát được nha. Muốn ăn chuột chặt khúc lại. Rồi thôi, hôm nay gia đình mình ăn cơm xuồng nè. Giờ mình xin gửi cũng là mình về đây cũng được hai mùa mưa ha em. Dạ. Thôi bây giờ mình tặng cho cả nhà mình và gia đình nhà phẩm được mang tên là hai mùa mưa, mình xin phép được hát chay. Bây giờ trong khi trời thật nó thấm nữa nè, mình nướng rồi giờ mình hát bản này cho nó sôm tụ. Hát hai bản là nướng được rồi đó. Bản rồi chơi. Thôi chơi hai chân vào lá rồi xin mời cả nhà cùng nghe.
Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi, trường xưa bạn cũ gặp nhau đêm mấy mưa rơi, tách cà phê ấm môi, mình ngồi ôn lại những phút giây trôi qua hết rồi. Này cây phượng dĩ bên đường che nắng ban trưa, này con ở đường băng vào sân ca tắm chăn mơ, mái trường thì âu thơ, và này căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm mưa. Hai đứa vui chưa với tâm sự, hôm sau anh lên đường tôi tiếng anh, nhưng bao anh hùng nghiền ngang ra xa trường, vì tiêu quê hương anh lặng lẽ bước chân đi, vì thương non sông tôi gạt nước mắt phân ly. Từng cơn mưa vắng rơi nào nề, anh nói một năm nữa anh về. Mùa mưa lại đến tôi mình vui đón tình anh, đèn khuya một bóng nhìn đợi nhau suốt năm canh, nghĩ gần tôi vắng anh, vì nghiệp trai con đi giữa quê hương cho chúng mình. Nhiều khi chờ sáng nghe lòng thao thức đêm thâu, được đèn khuya một bóng nhìn đời mong đã bao lâu, tiếng còi đêm lướt mau đoàn tàu đi về mãi, mà bản thân tôi nơi đâu. Hai đứa vui chưa với tâm sự, hôm sau anh lên đường tôi tiếng anh, nhưng bao anh hùng nghiền ngang ra xa trường. Đó là cái đó là chuyện hai mùa mưa gì nè, ba mùa mưa xem nữa. Bán này như ba mùa hả, là ngựa đời từ muôn thuở đến mưa có rơi bao giờ, hiện lòng tôi kể gài em qua cả bản thứ hai luôn ha. Cách đây đã bao mùa mưa, tôi đem tất cả tim lòng trao hết cho người, nguyện tròn thương tròn nhớ nàng là trinh nữ, tóc buông kín đôi vai gầy, một làn môi đỏ mắt chưa vướng bao gì ai, chân thon gót nhỏ đi tìm hương vắng cho đời, trời xanh đã an bài yêu nhau như bướm say hoa, đẹp như giấc mộng vượt qua những năm đầu, năm sau mưa gió vì nhau nàng đã quên dần ta rồi năm thứ ba. Dạ thôi hết rồi, bây giờ nghỉ đi, bây giờ được rồi. Dạ, tại vì năm hỏi chuyện ba mùa mưa sao rồi. Thôi không ai tặng bông như vậy, mới tặng nhau miếng đu đủ cho chú Tám lấy hơi nữa. Theo lời cầu của chị Năm, anh ăn được miếng hát cái chơi chưa rồi. Tám ơi, giờ xin hết cả nhà, có gì cả nhà bỏ qua nha, cho chót cũng nhớ là quên một hai đoạn lâu quá. Mấy bạn này xưa lắm, mà lúc mà xưa thật là xưa luôn á, là mấy bạn này như lúc đó mình chưa ra đời nữa, lâu lắm, hai mùa mưa có mây lụm luôn mây. Chú ơi, chị giờ canh chín này chú Tám mà chưa ra đời lúc đó con đâu trời. Đưa nãy giờ chị Năm cũng nêm miếng đường ngọt nêm rồi, giờ mình dặn miếng nước mắm nữa, lụm đó, hôm nghe vô luôn đó, có cái bắp này nè, là canh mình canh thập cẩm luôn á chị Năm. Đủ đủ mua về vợ em mua sẵn để chín về mình ăn tráng miệng luôn, chẳng mình không có đồ tráng miệng, nhờ hên đâu cũng lạnh chị Năm còn sót lại. Móc được cái bi đao mớ cải nợ cải bắp đó,
mình cũng linh định. Anh ăn chín sống. Sống. Ủa, dừa chứ không phải là sống. Lòng đào á. Lòng đào á. Quên nó sống rồi còn khó chi. Nói nó vậy là ngon rồi nha. Đúng rồi, vậy ngon đó. Ủa, này cho mùi cái gì. Của 98, 95 em sẽ làm cái chín. Tụi mình là ăn vậy. Rồi, vậy được rồi con. Vậy cũng ngon. Đẹp lạ lùng luôn. Vậy đó Phương. Đẹp lạ lùng luôn. Dữ thần ơi, biết chiên trứng luôn. Dữ rồi. Đích là vàng đàng hoàng được không? Bắt bên tay dĩ con hứa phụ chứ. À. Rồi. 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 Bắt công có mình đốt than nữa. À, cô chú anh chị ơi, con kính phụ mà chú Tám cho con phụ chứ không phải con phụ nha. Để chửi con đó con ngồi con ôm cái quạt hoài. Thì cái ổ điện nghe nhăn đâu, cái quạt cái ổ điện đó chứ đâu. Thì cái chỗ đặt gao ngay đó nữa. Ngồi ôm với gao. Để chút sau con đổ luôn cho thính Tám. Để chén chút sau con đổ. Bữa mấy cục về dày em cho anh nằm giữa. Ủa nghe tiếng Huy đâu nào ta? Huy đâu rồi? Bà chú qua đây, đứng đây. Đứng đây, bên đây. Xin chào ông bà chú. Rồi, để làm nhóm tiếp. Mình cũng phụ được vậy. Phụ xiên một đĩa đúng vậy. Ừ. Đúng rồi. Chở phụ thì chú Tám chơi để nó kìa. Ăn quá trời cho nên kẹp cái nó khác cái mắt ngon. Sống sông xuôi đấy. Rồi lại đây con. Chở này nó ngon. Đúng rồi. Chín rồi. Đừng để cho hơi. Đi xiên thì chở luôn đi. Con cháu nó phụ với ai nói gì đâu. Chào thì không cho chào. Mà phụ thì cứ thấy kiểu như thấy bán về tội nghiệp đó. Thôi nghỉ đi con, để chú Tám nướng cho. Cứ chú Tám làm cho không mà. Mình bằng tiếng à. Mày con chắc đó ơi. Hấp dẫn rồi, than dữ ha. Đây còn ít than nè. Vì năm có mấy cái gấu vậy chú Tám. Con ừ. Nước là xuống luôn hả? Đây ít than nè, bắt ngang đi. Trời ơi, mì đau bụng rồi. Chín không? Không chín hồng mình sang qua đó, tại đó đang thịt mà. Chú Tám để ngựa, con làm Tám cấm tấm tay cho. Đúng rồi. Không sao đâu chú Tám. Thì cho nó nóng nóng đi, chút mình sang qua đó được. Đúng rồi, bỏ than chị hai con. Bỏ than ủ nè. Để dĩ mới đó rồi chú Tám. Tính quá trời nè con chú Tám được tay nè đó, con thuận rồi đó rồi đó để vô đến bỏ dưới nó dính chở kệ đi thôi giờ nè con coi chở chú Tám cho Tám có miếng mọc nha. Dạ rồi chú Tám chét con chín này con chét lên mấy cái nướng nướng này nghề con vậy đó hả để con. Con chở bên đây lại khác nữa. Đây ông gọt ra miếng sẵn. Trời ơi. Con trai cho được cắt.
quá dữ. Đâu phải là con không biết, con biết mà. Biết. Tại chú Tám cứ thương nói biết thôi, con mệt để con nghỉ đi. Tôi về sớm, ăn, nghỉ. Bình thường. Ừ. Được hết trơn á. Quá trời. Mốt gì phụ kêu con. Rồi rồi rồi. Ngon thịt bông hơi luôn. Hồi ăn láng miệng luôn. Bóng miệng luôn. Wow, quạch tị bữa nay vậy. Gì chua luôn hả Thiên Thắm? Chua luôn. Ồ, nước mắm mà bầm tỏi nhuyễn ghê ta. Đây nước mắm nè, mắm kẹo, kẹo luôn nè. Ồ. Bữa nay mình ăn cơm á, cơm sườn mình phải là nước mắm kẹo. Chuyện bại đẹp quá ha. Cài leo, cải chua. Đó, đầy đủ. Đây bây giờ Tâm chắc cho mật ong nè vô thịt ha, rồi từ nè, từ trái qua phải ha, là bắt đầu con từ phải qua trái ha, rồi con chở luôn ha. Dạ. Thịt này chưa dính nha. Rồi, coi lại. Chịu hết nổi. Nghe mùi mật ong. Cho xin cái dĩa. Thiên Thắm ơi, trời xin cái dĩa chuẩn bị trả tay không kịp rồi đó. Ừ, rồi. Có mật ong vô là như vậy đó, không kịp là nó khét đi. À, áo mặt này xong cái chú Thắm quét cái nữa, quét lại. Đảo lại mặt kia là nhắc xuống rồi đó. Lộng, lộng. Rồi con cảm ơn. Rồi, rồi đảo lại lụm liền. À. Wow. Rồi, rồi chờ con xíu, rồi, ba cục nữa. Nào, giáp dòng con nói nha. Rồi, đây quanh đây luôn. Cây cọ này chú Tám tự chế mua không có. Đâu có rồi nè. À, này có bàn tay của mì phụ chú Tám. Quá cái dĩ thịt này. Đợi. Con còn thơm hơn thịt nữa đó. Tại vì nãy giờ khó bay đầu con không à. Hết luôn, lỡ cái múc ra nhiều, còn nhiều, dắt hết luôn. Thôi, tới còn chuyện nè. Rồi, lên dĩa được rồi, không khỏi rồi. Rồi bắt đầu mình cho qua dĩa, cái mình đưa lạp xưởng qua ha con. Dạ. Chưa một miếng rồi, chét chét lạp xưởng, bóng bóng. Cái trong này là xuống giữa giữa nên xuống trước rồi. Thơm lắm. Quá thơm. Quên mà quá chị ngon luôn. Ở nhà nó phải bị thơm. Quá trời đẹp luôn. Bây giờ quay. Sao? Sao con biến nước thịt? Phụ bếp chú Tám được chưa? Sao con biến nước nướng thịt mà sao con giấu nghề hoài vậy chú người ơi? Ngày này mới chết chiêu nè. Lại chú Tám không chứ ai? Thương con cháu quá, sợ con cháu mệt có cho phụ đâu. Kêu nghỉ đi con. Con mất đi bán phụ ít thôi. Rõ ràng đúng không? Không nhận bị nướng là xưởng bóng hới luôn ta. Chú Tám có chát mà không. Không mà với người nướng khéo. À, thế ông mì bán cơm mấy sườn mấy sườn chú năm sống hay chín hả? À, sống cũng được chín được là người sống gì chứ con à, nó à, kiểu như không phải sống đâu, nó lòng đào à, nó lòng đào lòng đào lòng đào. Ôi trời rồi kiếm cái nào thịt thịt mềm mềm cho chú năm ơi, cái này nhá. Cái này có thịt mềm rồi, tới một chuyện rồi chú năm ơi. Ê dĩa vô dọn bây giờ Vy, bưng người yêu Vy. Vy con ngồi đỡ con mấy anh đây đi. Ngồi đỡ đi, chú phải vô. Ngồi đỡ đi đây con. Chú phải vô. Trời ơi, ngon quá. Tới chú Tám. À, bên đây nè, bởi vậy. Bởi vậy luôn á, giờ cái lời lên này kịp này luôn. Chú Tám rồi. Chú Tám đưa cục màu dày dày với chú Tám á. Thì chú Tám đang đói bụng nè. Ờ, cũng ngon ngỏng rồi. Tám nhai. Tám nguyên cục nữa. Quay cho Vy chút. Ừ. À, quay Vy chút. Vy như là dữ lắm rồi. Không Vy? Được, Vy chưa rồi. Có mân hành không? Có đẩy mấy dĩa? Đủ chưa? Thôi nhiều. Đánh bây giờ. Nó hơi đẹp, nó hơi đẹp.
đường chuyện rồi. Kiếm năm đi. Chuyện rồi. Bích đi không chuyện chưa về. Ship ship này luôn. Bích quá, bích quá ship rồi. Rồi. Đi mà hành đó con. Con dưa leo. Dưa leo là con à. Hấp dẫn dữ. Chuyện gì đã xảy ra vậy này kiếm năm à? Chín năm giữ thằng đó tám đây nằm mà chị lắc lên vậy nè chín năm chín tám chín mà cô mi ơi dạ tới con cô mi đừng gấp chín cho con ok con xúc xích rồi ăn gì xúc xích hả lạp xưởng con nè cô mi nè chín tám đi đây mi chín đi hấp dẫn nướng thịt cũng khéo quên dặn đừng gấp chín đúng không rồi xém quên cái này nha nướng thịt cũng khéo mà lấy cũng khéo không mình ưu tiên mà mình nhỏ mà gặm gặm phải không phải cạp lắm bao gặm luôn con ơi nè con ơi bao gặm luôn nè con ơi bao gặm trong bao con cạp luôn á con ơi rồi con qua đây đi Bi này con đây nè đúng không à, biết đâu rồi đúng rồi con đó rồi của con đó trời ơi con nè sáu ừ, tự phát con còn chứ để lên luôn đi con cái này rút canh ra hả nó đâu có găng đâu em cái này có găng nè găng nè găng nè này ngon nè đó, đúng rồi găng nè cảm ơn rồi vậy đi giờ cái này quá này đi đi chó gọn anh muốn gì đi ừ. Rồi mày vậy luôn đi thôi bỏ xương bỏ xương bỏ xương giờ cơm sườn mình cũng đã chín thôi mình xin mời cô chú anh chị mình dùng cơm với mình nha mời cả nhà dùng cơm sườn với gia đình mình nha mời cả nhà dùng cơm sườn với mình luôn nha mời cô chú anh chị ăn cơm con mời ông bà cô chú anh chị với con cho mời cả nhà ăn cùng với con đây rồi chú tám cũng mời cả đám ăn cơm chứ chú tám con dạ ơi con xin mời cả nhà ăn cơm rồi cũng mời gia đình dùng cơm luôn nổi bụng rồi đây nước mắm đây để ông mi chơi ngồi để chú tám dặn mắm cho cảm ơn chú tám vì là cho con nha con. Đồ ăn không đậm nha. Cha hả? Quậy lên trời ơi. Em làm cái mắm kẹo này đúng bài luôn ăn cơm sườn. Con vừa nói nha một muỗng rồi đó mấy muỗng. Hai muỗng. Hai muỗng ha. Mặn con. Không mặn ngon. Luôn mắm vừa ăn. Mắm kẹo lắm. Anh còn húp. Cảm ơn chú Tám. Rồi. Năm trang đi. Năm trang. Dạ để em lấy cây chua vô. Năm trang đi. Không ngon. Con có cái cây húp. Rồi con bé Vi chan nước mắm với nội hay gì? Cái đồ nội chan. Rồi. Đây. Chan chan mắm này. Quá, wow, là đồ mắm này. Anh nằm nước mắm của anh đó nè. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà dùng cơm luôn. Hôm nay ăn cháo bánh nặng không, bữa nay ăn cơm lại. Bữa nay còn cơm rồi. Chịu ăn gì? Chịu. Này, cơm chịu ăn nước tương. Nước tương. Chịu mì gói. Rau muống luộc. Quá, nước mắm. Ơi. Mời cả nhà dùng cơm trường với mình nha. Hôm nay thèm cơm thiệt sự luôn á. Con. Hai dĩa quá. Sáng giờ cơm trường vừa ăn cơm với nước tương. Chú Tám. Mời con. Chú Tám trái cây nha. Con ăn mặn dữ thần lắm. Mắm thứ Tám làm mà vừa ăn. Rồi baby là có cái đó là khoái rồi đó. Không giờ mình ăn bánh mặn cháo hôm nay cơm sườn á chị này qua gặp, này gặp cơm á gặp cơm cũng như cá gặp nước vậy quá ngon luôn rồi ngon con không nói lời luôn đường ngon này cũng có bằng tay của Út Nguy phụ với chú Tám á có ăn dính gừng ở đâu mình thơm dính hả gừng ở trong cải chua con chị thơm ngon chưa sườn ốp vàng quá trời quá nhảy đắt đắt anh ngồi anh ăn sườn rong quá ủa nãy chú Tám nói với con là ngủ con là đừng có ăn sườn ăn trứng với ăn cái kia thôi con lỡ con lỡ con mốt con lẽ chú Tám phụ lầm con mốt vô rồi thịt còn mềm nè chú Tám ơi hộp đào hộp đào cũng kéo ngon không mềm quá vừa ăn luôn chưa không đào luôn chịu phải ha Tám làm mắm kẹo quá cái này mình làm đi bán được hả chị bán lỗ quá chị ơi rồi, biết bán dài mình bán cho gia đình mình bán gia đình ăn chứ hiện tại bây giờ đi chắc không
chỉ là thử ra chùa. Cái mắm mà có ớt thì cay cay. Giờ anh cho chút à. Cay cay ăn tám cái bỏ xíu vô cho trời anh. Chút. Không được cần, không không cần. Vô thật bây giờ không cần. Là cay nó rất giọng. Nãy em muốn bỏ thì kêu em bỏ. Mày có chai nước tương hay chai mẹ? Ok. Rồi sau khi đã đổi vị rồi. Đổi vị cũng đã đổi vị rồi. Đổi vị à, đổi vị. Để có nước tương cho cha dễ ăn chút. Nhiều bé bé. Sao? Anh ăn không khen chứ ta. Rồi Khánh bên này đi, đi công việc rồi. Ừ, đi công việc đi về chú ơi. Cũng về tội nghiệp nhỏ. Ăn cháo bên nặng rồi bữa nay cơm. Cũng có lắm. Thịt mềm quá, mềm mấy chị á. Canh ngọt ngon quá. Tính mua chế đủ hành xương cho năm cái gạch chín luôn. Anh giờ hết cơm mà còn đồ ăn quá trời, dạ. Cầm đến con ha. Gì vậy? Không biết. Anh, cái gì vậy? Bánh mì ăn tự nhiên nha con. Thứ 8, sao vậy? Ngon không? Hôm nay ăn mặn tên vậy? Hôm nay nghiêm ru con cạp luôn. Này cái gì cũng ngon, súp cũng ngon. Cái chua cũng ngon. Cái gì muỗng con mà. Hả? Mở lấy muỗng con. Muỗng con mời nè, xếp cho quả lộn. Một thai dân cháu mình muỗng vừa tới nó mềm không con. Ừ, con nói mà, nó thêm xíu nữa là xình khô. Ừ, khô. Nghĩa là thường ngon quá. Anh làm ăn thường đấy, thường nhóc rồi. Cơm ăn cơm, tại vì chưa muốn cơm nào vậy? Bận cạp. Bận cạp thôi hả? Quá bén, cạp xuống. Má, nó cằn nhiều quá. Thằng láng biển. Quá ngon rồi, cái này ăn. Cà chứ leo vô kìa. Chắc mình phải nấu thêm nồi cơm nữa quá ông mì cho cho Khánh với Caramel ăn. Dạ. Ăn lỡ miệng ngon quá hết đi chú Tám. Rồi con ăn xuống học dịch núp lá nè. Bây giờ mình chuyện khéo ghê chưa nào ông mì chịu là khéo quá không đậu. Anh gấp thường cho năm với năm. Hấp tiếng súp vô năm. Không phải chút xích rồi. Hấp la tiếp nhìn chú Tám còn nhóc chú Tám ơi. Không còn nữa. Ăn chữa hấp la đây ha. Giấu ha. Tôm trước để ngồi ăn không. Cái nhỏ vậy cơm lên thôi. Nhà chia lúc còn cổ đoạn chia chứ không cơm như chia người chén thì chén vậy đoạn cái đó chia cái đánh lấy cơm đầy lại ăn cơm trước rồi ăn đồ hồng ở đoạn không thưởng thức đoạn
Hồi nhỏ ai cũng vậy chứ, ăn cơm trước rồi ăn giấu dưới chị. Rồi lớn lên cũng vậy vậy. Lớn cũng vậy. Rồi bộ, hồi đó con đi làm công ty ở trên quận Tân Phú cho nó. Có thay đổi chút nào đó. Lên ăn cơm chung là ra là bới miếng thịt bỏ dưới trước rồi bới cơm lên sau. Cá chua, chặt chặt cá chua. Ăn cá chua vô cái dính miếng gừng vô, nó sảy luôn. Ăn đi Bi. Ăn coi, ăn thử đi, được nhóc không? Giúp đi con. Ai làm gì làm để uống mì chuyển qua canh này nữa nha. Sao vậy? Tại sao vậy? Người hấp miếng canh nha, rất ngọt á. Bi đao, cải bắp, thịt bằm, xương, dưa leo nè, dưa leo nữa, ngọt. Canh bữa nay ngọt lắm. Quá bữa nay quá trời tôm luôn, nhiều chén dùng. Mình muốn ăn cơm ngon ấy, cái mình ăn cháo ăn bánh đồ hai ba ngày hay năm cỡ được cơm. Vì bên này vô hệ rồi. Ừ. Cơm đi con. Bằng thân luôn. Từ từ chút ăn cơm sau ơi. Nó ăn cho bằng thân nè. Ngon dở không cho ông 80 tiếng. Ăn xin người phải ra tay. Này cho ông 8 mấy điểm. Mấy điểm? Thì nghĩ rồi. 9 điểm luôn. Rồi cho cô Mi nhiêu điểm? không có điểm luôn hả? Nhiêu? Nhiêu điểm? Sao mà làm phiền nhỏ tan cạp ghê luôn á. Tao đang bận mà con nghe. Tao cô Mi 9 điểm thì càng 8. 9 điểm luôn. Bằng luôn. Mà canh thử rồi, tưởng 150 điểm. Canh ngọt quá. Hấp cân gì ngon. Đi. Ăn đi, như đó không có mập đâu. Lên chừng 3 kg nữa thôi. Lăn thì cơm á. Mẹ ăn miếng ăn được. Chấm hả? Chấm. Miếng mềm đi. Ừ. Ăn ngay. Ra tay mới được. Quá ngon. Ra tay hả? Quá rồi. Với cơm, với canh nữa, quá chứ. Sao muối vậy? Hả? Sao muối luôn? Sao muối luôn hả? Con bận viên cơm nè. Ừ. À đây. À dỗ. À lỗ. Ăn nó đỏ. Đây, 15. Tám cầm nhận đây. Cái miếng miếng cơm đây nè. Đi khỏi ăn miếng cơm đi rồi cho lên đây. Đó. Mình tám với còn bao xăng nè. Không nổi rồi, nổi dòng mà tám thằng nguyên dòng hết nè. Đây, từ từ ăn. Từ ăn. Mẹ mới chỗ ngồi chứ. Thành quá sáng rồi. Mà khắp đây thế. Mẹ, 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 mẹ
nó nhỏ thôi phải không? Này nè, này siêu ngon nè. Cảm ơn cô Mi. Ok. Nó hai bên thịt chính giữa cộng xương. Miếng khảm. Giờ bữa cơm sườn của gia đình nhỏ đến đây cũng đã xong. Thôi mình xin hẹn cô chú anh chị mình video kế tiếp nha. Bye. Bye bye cả nhà luôn. Chú Tám kết thúc thì là nhẹ nhàng. Còn mình sao mình lốm khom dữ.